Bàn phím chơi game K618 mini 60% này có bố cục siêu nhỏ gọn gồm 68 phím, với các phím mũi tên độc lập, phù hợp hơn cho các game thủ và người đánh máy, mang lại nhiều không gian hơn cho máy tính để bàn của bạn. Bàn phím chơi game Bluetooth không có bàn phím số có thiết kế công thái học khi bấm cao, không dễ bị mỏi sau khi sử dụng lâu dài. Công tắc trao đổi nóng PCB trao đổi nóng tương thích với tất cả các công tắc 3 pin, dễ dàng thay thế các speaker và thỏa sức sáng tạo bàn phím độc đáo của riêng bạn. Công tắc xúc giác có thể được thay nóng và thay thế bằng các công tắc khác khi cần thiết. Công tắc cơ học màu xanh rất nhạy và dễ bấm so với các công tắc khác và đã trải qua hơn 60 triệu lượt thử nghiệm nhấp chuột, khiến công tắc này trở nên hoàn hảo cho việc gõ phím và sử dụng văn phòng, đặc biệt là trong văn phòng, tương thích hầu hết các thiết bị, sản phẩm bán rất chạy trên Ali.